Dạ vâng, xin chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio. Tất cả mọi thông tin mua sắm hay cần tư vấn về sản phẩm, các anh em có thể liên hệ trực tiếp cho chúng em qua hai số hotline hiển thị trên màn hình cũng như là anh em đang xem trực tiếp đây, hoặc là để lại số điện thoại ở ngay phần comment ở dưới video này, chúng em sẽ trực tiếp liên hệ với các anh em. Rất nhiều những cái cấu hình combo cần ghép thêm loa súp và những cái đơn đặt hàng mua thêm loa siêu trầm về để sử dụng ghép vào bộ dàn sẵn có thì có yêu cầu là chúng em lên cái mẫu ở cái phân khúc phổ thông thôi. Nó loanh quanh khoảng 3 triệu, 3 triệu rưỡi quay về. Thì đây hôm nay em lên sóng cho anh em một cái mẫu W2610P. Mẫu này giá niêm yết chính hãng trên web hiện tại đang là 3 triệu 2. Và JK thì chúng em đang có chương trình khuyến mãi tặng 200 ngàn đồng, hiện tại chỉ còn 3 triệu tròn cho mẫu này. Và phiên bản này là màu đen vân thông, rất đẹp, tất cả các đường viền vát vo tròn tạo cái sự uyển chuyển mềm mại cho cái con súp, cộng với cái màu vân thông này đẹp sang trọng. Hàng chính hãng nên các anh em yên tâm sử dụng, bảo hành 12 tháng, bát 30. Em sẽ bỏ cái căng ra. Cái căng của nó là tấm lụa cao cấp rồi có logo này. Bát 30 của nó thì như em nói đây, với cái công nghệ cao cấp như là carbon sợi này, gân cao su rất mềm. Hiện tại cặp này cho ra con súp này cho ra công suất max được 500. Đây là dòng súp, em sẽ tăng nguồn đi tí này. Đó. Súp này thì hiện tại các anh em có thể đưa đường in hoa sen hoặc hai lần put tùy volume này, cắt tần số này, LPF volume, nhôm tản nhiệt. Đây là những lá nhôm tản nhiệt được nhúng mạ màu đen cùng tông màu nền chữ trắng. Model con này là súp W2610P made in Taiwan, là Đài Loan sản xuất, hàng chính hãng WeWood, được nhập khẩu về. Cái công suất của nó dao động từ max 500, còn bình thường sẽ 220, 240 tùy nhá. Điện nguồn của nó sẽ sử dụng điện 220 và cái biên độ, cái tần số dao động hiện 50, 60, nó là phổ thông của cái mạng điện lưới chúng ta rồi. Không lo vấn đề mà nó tăng giảm hay nó bị nhiễu loạn. Có thêm đường line hoa sen và cái đường input của ấy đây, công tắc bật tắt nguồn đấy. Ở trên này nó có cái cầu chì này, nếu mà trường hợp cắm không nguồn nạy ra cho em là được. Lỗ thông hơi. Kết cấu con này thì rất là gọn gàng. Con này phải nói là cái form con này đẹp nhất và gọn gàng nhất trong tất cả cái dòng súp. Nó thì tầm độ 40 thôi. Chất âm thì tuyệt vời, trong cái phân khúc này thì không có con nào địch thủ của con này rồi. Em sẽ đi vào test luôn chất âm. Để cạnh cho em nó đọ dáng luôn cùng với cái siêu phẩm 560 Plus. Nào, em sẽ cắm nguồn điện và cắm dây nguồn vào dây nhạc và để mời các em test bản nhạc, đeo tai phone và giúp em để cảm nhận cũng như nghe được cái lực của tiếng bass. Nó rất là sâu và mềm mại cho cái dòng súp này, phù hợp với cái nhu cầu nghe nhạc hát karaoke gia đình. Em đang sử dụng cặp loa bass 20 thôi, ghép với con súp này nó ăn ý nhau, hợp nhau. Các anh em dùng loa đường kính 16, 18, 20, 25, 30 cần tư vấn thêm súp. Nếu với tầm tiền 3 triệu thì mẫu này là phù hợp nhất. Em sẽ tư vấn cụ thể hơn qua số điện thoại nếu các anh em gọi trực tiếp. Ngay sau đây em xin được phép lại video ở đây. Xin cảm ơn các anh em đã đồng hành và xem hết video này. Nhớ tặng chúng em những cái like, thả tim, những comment, bình luận ở phía bên dưới. Chúng em sẽ tiếp nhận và liên hệ các anh em nếu khi nhận được số hotline của anh em. Chúc các anh em thật nhiều niềm vui, sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những clip tiếp theo.